Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, hay còn có tên là Sắc Tứ Khải Đoan Tự, là ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đắk Lắk, nằm ở phường Thống Nhất. Đây cũng là ngôi chùa lần đầu tiên được xây dựng ở cao nguyên. Tên gọi Khải Đoan là ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy Hoàng Hậu. Về kiến trúc của chùa Sắc Tứ Khải Đoan, toàn bộ ngôi chùa gồm cổng chính, cổng tam quan hướng về phía tây nam chính điện, điện Quan Âm, nhà hậu tổ. Cổng tam quan gồm 2 tầng với 3 vòm cửa cao 7m, rộng 10,5m. Điện tam quan xây tách biệt với chính điện và có hình lục giác với 6 cây cột trang trí hình rồng mây. Chính điện rộng 320m2 gồm 2 phần. Phần trước ảnh hưởng kiến trúc theo kiểu nhà dài của người Ê Đê, nhưng cột kèo lại theo lối nhà giường của người Việt. Nửa sau xây theo lối hiện đại, tượng Phật Thích Ca bằng đồng đặt chính giữa chính điện. Bên gian phải chính điện treo một quả chuông đồng nặng 380kg đúc bằng đúc năm 1954. Về lịch sử của chùa Sắc Tứ Khải Đoan, chùa được xây bắt đầu từ năm 1951 trên đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, do Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, mẹ vua Bảo Đại, cho xây dựng và Thứ Phi Mộng Điệp trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công. Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. Chùa hiện tại đã được bổ sung rất nhiều công trình mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn chính điện cũ và vẫn là một nơi thờ phụng lớn nhất của Phật giáo tại Đắk Lắk và là một điểm du lịch tham quan không thể bỏ qua ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 5 tháng 4 năm 2012, chùa bắt đầu đặt viên đá trùng tu lại xây dựng thêm. Hiện tại, chùa Sắc Tứ Khải Đoan cũng là địa điểm đặt văn phòng làm việc của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.